Standard vô địch Number One hay còn có tên gọi khác là đấu trường thép đang diễn ra vào chiều chủ nhật hàng tuần tại nhà tập luyện Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là sân chơi hấp dẫn để các võ sĩ trẻ khẳng định tên tuổi. Khởi tranh từ ngày 20 tháng 8, giải boxing trên đai vô địch Number One lần thứ nhất năm 2017, còn có tên gọi khác là đấu trường thép, đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu boxing sôi nổi vào dịp cuối tuần. Đấu trường thép năm 2017 quy tụ 64 võ sĩ đến từ 21 câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Các võ sĩ tranh tài ở 5 hạng cân nam và 3 hạng cân nữ. Mỗi trận đấu kéo dài 3 hiệp và thời gian cho mỗi hiệp đấu là 3 phút. Khác với những năm trước, ở mùa giải năm nay, ban tổ chức quyết định tổ chức tại nhà tập luyện Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 3 tuần thi đấu, các võ sĩ đa số trong độ tuổi trẻ đều thể hiện hết mình, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ. Điểm nhấn thời gian vừa qua đó là sự vươn lên mạnh mẽ từ những câu lạc bộ tư nhân. Điển hình là hai võ sĩ đến từ câu lạc bộ Sài Gòn Sport Club, Nguyễn Kế Nhân và Nguyễn Văn Lĩnh. Cả hai thi đấu đầy tự tin với lối đánh phòng thủ chặt, phản công chớp nhoáng đã gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ. Bên cạnh đó, đấu trường thép 2017 cũng ghi nhận những gương mặt võ sĩ nữ đầy triển vọng như Vũ Minh Trang của đơn vị quận 12 và Nguyễn Thị Kim Sang của An Giang. Hiện tại, các trận đấu vẫn đang diễn ra hàng tuần tại nhà tập luyện Phú Thọ và được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTC9 Let's Việt.